dịch bệnh em đóng cho chị đủ không thiếu đất cát nào, bây giờ em hết tiền rồi. Em nói chị ơi, chị cho em nợ. Khi em nhận được từ nhà nước hồi qua người ta cũng xét rồi thì em trả cho chị, bây giờ không mượn được. Ủa bây giờ nhà nước cho em nhiêu chục triệu hả? Hay là bao nhiêu mà em trả đợi đợi lấy tiền nhà nước em mới trả thì bây giờ chị? Có bao nhiêu em trả cho chị bao nhiêu chứ bây giờ chị tiền... Chị cho em thêm trọ mà đợi em đợi tiền nhà nước trả thì chị cũng bây phải giờ biết... em nghĩ có điện đâu mà em xài. Chị cũng phải biết không cảm. Điện đâu em xài, nước đâu em xài, gác đâu em trả tiền nè, gác đâu, tiền đâu, trời ơi, chị đâu, nói chuyện đâu. Chủ nhà trọ và khách thuê cãi nhau, long trời lỡ đất vì tiền thuê phòng. Câu chuyện chủ trọ và người thuê phòng trong những ngày dịch giả ở các thành phố lớn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Phần lớn những người đi thuê trọ không có điều kiện kinh tế quá dư dả. Ráo mồ hôi là hết tiền, có người thậm chí còn bị giảm lương, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đã có những chủ trọ hào phóng trích lợi nhuận của mình để giảm tiền phòng, hỗ trợ lương thực nhằm san sẻ khó khăn với người thuê trọ. Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Có những chủ trọ cũng không dư giả gì, thu nhập trông cả vào tiền cho thuê, chưa kể gánh nặng vay nợ ngân hàng khi dựng đất cất nhà. Thế nên, người thuê trọ có được giảm giá, hỗ trợ hay không, được hỗ trợ đến đâu cũng tùy vào điều kiện của chủ nhà, khó mà có thể so bì. Một người thuê trọ vừa cãi nhau nảy lửa với chủ nhà của mình, có lẽ cũng vì hy vọng hơi nhiều vào sự rộng lượng của chủ nhà. Video ghi lại cuộc cãi cọ này đang gây chú ý lớn trên mạng. Khi chủ nhà vừa đến hỏi tiền, người thuê nhà đã tỏ ra khó chịu, nói bằng giọng điệu bực dọc. Dịch bệnh em đóng cho chị đủ không thiếu đất cát nào, bây giờ em hết tiền rồi. Em nói chị ơi, chị cho em nợ. Khi em nhận được tiền nhà nước hồi qua người ta cũng xét rồi thì em trả cho chị, bây giờ không mượn được. Ủa bây giờ nhà nước cho em nhiêu chục triệu hả? Hay là bao nhiêu mà em trả đợi đợi lấy tiền nhà nước em mới trả thì bây giờ chị? Có bao nhiêu em trả cho chị bao nhiêu chứ bây giờ chị tiền chị cho em thêm trọ mà đợi em đợi tiền nhà nước trả thì chị cũng phải bây giờ em nghĩ có điện đâu mà em xài. Chị cũng phải biết không cảm. Điện đâu em xài, nước đâu em xài, gác đâu em trả tiền nè, gác đâu, tiền đâu, trời ơi, nước chị đâu, nói chuyện đâu. Cuộc tranh luận được đẩy lên cao thêm khi người đàn ông so sánh chủ nhà này với người khác. Theo cách anh nói, anh cũng có thuê một nhà khác để làm tiệm hớt tóc và chủ nhà của tiệm hớt tóc rất biết điều, cho anh khất nợ. Anh hẹn khi có tiền hỗ trợ bị mất thu nhập vì Covid-19, anh sẽ trả tiền trọ. Dù vậy, chủ trọ vẫn tỏ ra cáu kỉnh và không tin. Không đóng có tiền đâu chị ăn đây. Em khổ chị ghê rồi, em đã nói với chị rồi. Chị ơi, chị thông cảm vì bây giờ em không còn tiền, chờ tiền trợ cấp em sẽ đóng cho chị ngay. Bây giờ em đợi tiền nhà nước hả? Lúc em thuê phòng em có nói là đợi tiền tôi xin nhà nước thôi. Thôi chị nói ngay bây quá. Chị phải chị có cái tính thường một chút đó. Tại sao mà chị không biết thông cảm nha người ta? Em lấy tiền nhà nước cốc một gâu. Tại vì chị nói cho em nghe nè, em là... Sau một hồi cự cãi, không ai chịu ai, họ bèn kéo nhau đến gặp bên thứ ba để tiếp tục đối chất. Cuộc tranh luận này đã khiến cho dân mạng cũng chia phe. Người thì cho rằng khách thuê quá ngang ngược, đòi hỏi vô lý. Cũng có người cho rằng chủ trọ ép người quá đáng trong thời điểm nhạy cảm. Nói trong lương tâm em để chị nghĩ là nó có cho chị em hay không? Chị nói chuyện giống như trẻ con.